ôn luyện 120 tình huống mô phỏng lái xe, cách xử lý các tình huống khó trong chương 1. Các bạn lưu ý, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các bạn trong việc tiết kiệm thời gian, truy cập nhanh chủ đề tình huống cần tìm. Trong phần mô tả bên dưới video này, mình đã phân đoạn mốc thời gian cho từng chương cũng như từng tình huống cụ thể. Các bạn chỉ việc nhấn vào mốc thời gian có màu xanh Ghi ở đầu mỗi chủ đề tương ứng, hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn ngay lập tức. Trong 29 tình huống ở chương 1 có 8 tình huống khó, gồm các câu 04, 05, 08, 13, 14, 16, 18 và 26, mời các bạn theo dõi. Chú ý, thân cây phía trước và cột A. Nhấn phím cách khi thân cây vừa chạm cột A. Chú ý, hai bảng hiệu màu đỏ phía trước. Nhấn phím cách, khi hai bảng màu đỏ tạo thành một góc vuông. chú ý, ba vạch sơn phía bên phải làng đi bộ và đỉnh tạp lô xe. Nhấn phím cách khi đỉnh tạp lô xe che khuất, ba vạch sơn làng đi bộ. Chú ý, xe con ngược chiều phía trước và cột A. Nhấn phím cách khi đuôi xe taxi trắng vừa khuất cột A. chú ý thân cây đứng nghiêng phía trước và cột a nhấn phím cách khi gốc cây nghiêng vừa chạm cột a Chú ý, xe con màu đỏ ngược chiều và cột A. Nhấn phím cách khi bánh trước xe con vừa chạm cột A. Chú ý, người phụ nữ đi bộ và cạnh trái màn hình. Nhấn phím cách khi người phụ nữ đi bộ vừa chạm cạnh trái màn hình. Chú ý, góc trái phía trên ô cửa thứ hai của tòa nhà và cột A. Nhấn phím cách khi góc trái phía trên của ô cửa vừa chạm cột A. Chúng ta vừa thực hành xong 8 tình huống khó của chương 1, trong 14 tình huống ở chương 2 có 9 tình huống khó gồm các câu 30, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 41 và 42. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.